sau khi mà mình kết thúc cái buổi điều trị cuối cùng ấy, thì mình về nhà thì mình cũng vẫn phải giữ cái thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống và ngủ nghỉ đủ giấc, điều độ, hạn chế những căng thẳng và stress. Bởi vì vấn đề rụng tóc này thì nó là vấn đề có thể là nó sẽ tồn tại về sau này. Nếu như mà mình không có những cái lối sống mà lành mạnh thì nó có thể quay lại. Đấy, thế nên là bây giờ về nhà thì anh sẽ chú ý đến cái chế độ sinh hoạt hàng ngày cho em nhé.